Hi, xin chào tất cả mọi người nha. Chào mừng tất cả mọi người quay trở lại với kênh Quế Phong TV. Thì hôm nay mình quay sơ qua một cái góc làm việc của mình cho tất cả mọi người xem. Tại vì nhiều người cũng hỏi anh ơi, anh edit video như thế nào? Anh dùng máy như thế nào để mà edit? Mình sẽ bật mí với tất cả mọi người, đây là cái dụng cụ để mà mình quay phim. Với là mình đang dùng một cái GoPro mình quay phim, với lại một cái màn hình, một cái bàn phím phía bên này mình đã đặt sẵn ở bên này rồi. Đấy, đây là những cái dụng cụ của mình dùng để mà quay phim, làm clip. Phía bên này cũng có một cái chân tripod đây, còn đây là một cái ghế rất là quen thuộc với mọi người, và mình đã lót sẵn hai cái tấm đệm cho nó em mong em biết mọi người nha. Đấy, tất cả đã sẵn ở đây rồi. Còn ở phía bên này, đây sẽ là một cái màn hình máy tính của Viewtronic. Còn đây sẽ là một cái bàn phím này, bàn phím bình thường đấy nha. Và đây sẽ là một cái chuột. Đấy, mình sẽ quay cho tất cả mọi người xem mình dùng phim như thế nào, với lại dùng phần mềm gì nhé mọi người nhá. Ok, đây, ở đây là cái màn hình của mình, còn đây là cái bàn phím. Đây, mình sẽ cho cái này xuống. Mình đang dùng một cái màn hình kết nối với cái điện thoại nhá, điện thoại của Samsung nhá, tại vì nó có Samsung Deck cho nên mình kết nối vào đây để mình dùng. Còn ở trong này thì mình có dùng cái ở đây KineMaster mọi người nhé. Mình dùng KineMaster để mà edit video nha mọi người. Đây, ở đây có cái đây mọi người, mình sẽ mở để tất cả mọi người xem nhé. Đây, tắt âm thanh cái này đi. Ok, đây là một cái video của mình, mọi người thấy không? Qua đây có một cái file, nó hình như file này mình bỏ đi. Ok, đây mọi người này, mình sẽ show cho tất cả mọi người cùng xem luôn. Đây, đây là cái điện thoại Samsung, còn đây là một cái hub để mà kết nối dùng Samsung Deck nha, qua cái cáp HDMI nha mọi người nha. Thì nó sẽ như thế này. Đây, mình dùng cái hub của JBG. Cái này nó có cái model C6 cổng, nó gồm có một cái cổng sạc ở đây nhá, sạc để sạc điện thoại luôn, để cho cái điện thoại của mình có hết pin. Với lại nó có hai cái USB ở đây. Đây, ở đây nó có một cái USB 3.0, đây cái này thì USB 2.0 này, và đây nó có cả một cái thẻ nhớ micro, với là một cái thẻ SD đó. Đây, mình cắm qua cái cáp này. Thì mọi người có thể dùng những cái hub khác cũng được, không nhất thiết phải dùng hub này, nhưng mà nó phải có cái cổng HDMI thì mới chuyển đổi qua được cái này nha mọi người nha. Đấy, còn cái chuột của mình thì mình có thể lấy cái này gắn vào đây cũng được, nhưng mà mình sẽ nối qua cái này cho nó đa năng thêm nữa, tại vì nó có thêm nhiều cổng nữa, để mà mình gắn cả cái bàn phím này với cái chuột này lên đây luôn. Ok, cái này cái phần mềm này nó cũng hỗ trợ cho cái màn hình cái Samsung Deck này cũng rất là tốt mọi người nha, nó đầy đủ chức năng luôn.
với lại cái màn hình nó to hơn thì mình dễ mà làm việc hơn. Ok. Đấy, mọi người thấy chưa? Cái góc làm việc của mình nó như thế này đấy. Có hai cái loa hai bên đó, để mình nghe cho nó rõ. Mọi người thấy thế nào? Được không? Ghế thì ghế nhựa thôi, chứ cũng không cần cái ghế to lắm. Ghế nhựa cũng được, bình thường cũng được. Mình cũng thấy rất là ưng ý đấy. Nghèo nghèo thì mình cứ chơi thế này thôi. Sau này nếu mà được vật kiếm tiền thì mình sẽ sắm những cái bổ nó chất lượng hơn. Chẳng hạn như là một cái iMac mini mình sẽ đặt ở đây thì nó sẽ nhìn nó hấp dẫn hơn nữa mọi người nha. Cái phần mềm thì mọi người có thể sử dụng cái KineMaster cũng được, hoặc là mọi người có thể dùng cái cắt cũng được mọi người nha. Đây phần mềm có cắt đây, mình sẽ mở lên cho tất cả mọi người xem. Cắt năng rồi. Open. Đây. Mọi người thấy không? Cái màn hình của mình nó hơi mờ mờ tại vì cái phía nó sáng quá. Quay gần lại cho mọi người xem. Mở quá nhỉ? Ok, vậy là cái clip mà giới thiệu cái góc làm việc của mình cho tất cả mọi người ở đây đã kết thúc rồi. Nếu mọi người thấy hay thì cho mình cho một like, một subscribe. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại tất cả mọi người ở những clip tiếp theo nha. Ok, được rồi, bye bye. Cảm ơn tất cả mọi người đã xem rất là nhiều.